Mặc dù trong một số trường hợp, những outfit gợi cảm như váy ngắn bó sát và áo cắt ao đã hoàn toàn tối đa khí chất quyến rũ của các thần tượng K-pop. Tuy nhiên, một số outfit lại được cho là cắt quá ngắn, để lộ nhiều da thịt khiến khán giả cảm thấy phản cảm. Dưới đây là những lần mà idol K-pop bị netizen chỉ trích vì phong cách ăn mặc của họ. 1. Sojourn, The Idol. Sojourn luôn được biết đến với hình tượng girl crush, sắc sảo và thu hút rất nhiều fan girl. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy rằng trưởng nhóm The Idol trở nên quá lạm dụng phong cách này và khiến nó phản tác dụng, cũng như gây ra nhiều tranh cãi. Vào ngày 16 tháng 5, Sojourn khiến netizen hoàn toàn bật ngửa trước trang phục tại sân bay Incheon khi cô nàng đang bay sang nước ngoài dự show âm nhạc. Trong khi các thành viên khác mặc outfit thường ngày đơn giản, thì Sojourn gây tranh cãi khi diện một chiếc áo len xuyên thấu, với phần lưng bị xé toạc để lộ toàn bộ phần lưng và áo ngực. Khi nhìn thấy chiếc áo len rách một cách khó hiểu của Sojourn, người hâm mộ và netizen đã lên nhiều diễn đàn bày tỏ sự không hài lòng với phong cách quá sexy, không phù hợp hoàn cảnh của cô nàng. Bình luận rằng họ đã bị sốc vì khi nhìn từ phía sau, Sojourn trông như không mặc gì cả. Nhiều người còn cho rằng nữ idol không tôn trọng người hâm mộ, các nhà báo, cũng như các nhân viên tại sân bay. Họ còn nói thêm rằng, nữ idol có thể mặc bất kỳ thứ gì cô ấy muốn, nhưng đi đến những nơi công cộng như sân bay, thì cô ấy tốt hơn nên kiềm chế bản thân lại. Một lần khác vào tháng 7 năm 2022, Sojourn lại khiến người hâm mộ chỉ trích hơn vì theo đuổi xu hướng underboob, dạng siêu crop top với vòng một thường để lộ 1/3 ở dưới, trong lần xuất hiện trên Y Magazine. Mặc dù có nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho nữ idol vì mang đến nét gợi cảm, quyến rũ và khí chất mạnh mẽ, cá tính, nhưng cũng có một số khác lại cho rằng bộ bodysuit và quần jean không đáy, cũng như tư thế tạo dáng kỳ lạ, thực sự khiến fan phải chú ý. Công bằng mà nói thì bức ảnh tư thế đứng của nữ idol được cho là hoàn toàn thể hiện được cá tính và năng lượng của cô nàng. Nhưng ở tư thế ngồi thì quá nhạy cảm, vì nó tập trung vào chi tiết cắt khoét của chiếc quần, khiến netizen cảm thấy phản cảm và khó chịu. Bộ trang phục của Sojourn như thể bị xé toạc vậy, và các fan tự hỏi cô nàng mặc nó với mục đích gì, trong khi các thành viên còn lại đều diện các outfit khá sang trọng. Một số fan còn bức xúc với công ty quản lý và cầu xin công ty đừng bắt các cô gái diện những outfit lố bịch như thế này nữa. Họ cũng lo ngại rằng Sojourn có thể trở thành nạn nhân của quấy rối trực tuyến vì những bộ trang phục gợi cảm, lộ quá nhiều da thịt. Bên cạnh những lời chỉ trích thì cũng có nhiều người để lại bình luận bênh vực cô nàng, đúng là chiếc quần này không phù hợp khi mặc ra đường, nhưng Sojourn đang mặc nó để chụp hình thời trang. Và họ cũng cho rằng netizen cũng nên đặt tiêu chuẩn kép trong trường hợp này, vì nếu người diện là một siêu mẫu thì chắc chắn nhiều người sẽ gọi đó là thời trang. Được biết thì kiểu quần không đáy là xu hướng thời trang năm nay, được nhiều nhà mốt lăng xê, nên việc Sojourn muốn diện là điều dễ hiểu và không có gì đáng bàn cãi. 2. Blackpink. Với vị thế là một siêu sao K-pop toàn cầu và là người dẫn đầu xu hướng, thời trang của Blackpink luôn thu hút được nhiều sự chú ý. Phong cách của bốn cô gái nhà YG được đánh giá là không quá gợi cảm hay quá lố, nhưng vẫn rất chỉnh chu, toát lên khí chất quyến rũ và cái vai girl crush. Nhưng Blackpink không bao giờ có thể ngờ rằng, một ngày nào đó họ bị tố ăn mặc hở hang khi biểu diễn trên sân khấu. Vào tháng 2 năm 2019, sau khi nhóm tổ chức thành công concert ở Kuala Lumpur, Malaysia, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi trang phục biểu diễn của Blackpink vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ một nữ diễn viên, Abby Abadi, thành viên của nhóm nhạc Malaysia. Trên Instagram của nữ diễn viên đã đăng một video về màn biểu diễn của Blackpink với sự soi xét kỹ lưỡng nhằm vào các cô gái. Nữ diễn viên Malaysia đã chỉ trích trang phục của Blackpink quá ngắn và không phù hợp với phong tục truyền thống của Malaysia. Cô ấy còn so sánh concert của nhóm với của Selena Gomez và tỏ vẻ ngạc nhiên khi không ai phản ánh Blackpink, tại sao không ai phản đối Blackpink? Họ đã tổ chức concert tại Malaysia và mặc váy quá ngắn. Như vậy thì có gì hay ho? Và trái ngược với mong đợi của Abby, nhiều fan đã phẫn nộ và tỏ vẻ khó chịu với phát ngôn của nữ diễn viên và cho rằng đó là tư tưởng quá cổ hủ, sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sau này của nhóm và các hoạt động quảng bá của các nhóm nhạc K-pop khác ở Malaysia. Các stylist của Blackpink được cho là đã rất chu đáo khi chọn trang phục kín đáo hơn nhiều cho buổi concert ở Malaysia so với các nước khác để thể hiện sự tôn trọng với văn hóa và người hâm mộ Malay. Trang phục chủ yếu của Blackpink là những chiếc áo crop top bó sát với những đường cắt xẻ táo bạo. Chớ trêu thay, đây không phải là lần đầu tiên bốn cô gái vướng phải tranh cãi như vậy khi hoạt động tại các nước Đông Nam Á. Một lần, đông đảo người dân Indonesia đã yêu cầu chính phủ gỡ bỏ quảng cáo Shopee của Blackpink và thậm chí kêu gọi tẩy chay concert của nhóm tại quốc gia này. Cũng vì lý do họ cho rằng những gì các cô gái mặc trong quảng cáo Shopee để lộ quá nhiều da thịt. Chỉ trong 3 ngày, một bản kiến nghị phản đối do một phụ nữ Indonesia tạo ra đã thu hút được hơn 100.000 chữ ký, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hàng nghìn người. Ủy ban phát thanh truyền hình đã phải nhanh chóng vào cuộc và yêu cầu 11 đài truyền hình lớn trong nước tạm dừng phát quảng cáo của Blackpink. Chính phủ đã thông báo rằng họ sẽ xử phạt nghiêm khắc bất kỳ đài truyền hình nào tiếp tục phát quảng cáo Shopee của Blackpink sau khi lệnh cấm được ban hành. Trái với trường hợp lần trước, lần này khá nhiều người đồng tình với quyết định của nhà lãnh đạo Indonesia, bởi đất nước này có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới mà phụ nữ không được phép ăn mặc hở hang. Trong khi đó, quảng cáo của Blackpink được thấy mặc váy ngắn và áo crop top khoe đùi và eo. Ngoài ra, màn nhảy sexy trong quảng cáo cũng bị cho là quá khiêu khích, gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ em nước này. 3. Girl Crush. Girl Crush là nhóm nhạc trực thuộc HV Entertainment, chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2019 với đội hình 4 thành viên. Trái ngược với tên gọi, nhóm nhạc nữ này có concept rất trưởng thành, với vũ đạo cực kỳ sexy và trang phục khiêu gợi, để lộ gần hết da thịt của các thành viên. Tuy nhiên, vì các thành viên đều trên 18 tuổi, nên Girl Crush không nhận quá nhiều lời chỉ trích và sẽ không có gì đáng nói nếu như mới đây Girl Crush không vướng phải tranh cãi lớn khi bổ sung thêm Ha Jun sinh năm 2005. Khi nhận được tin này, cư dân mạng đã cực kỳ sốc vì Ha Jun mới 17 tuổi. Netizen khẳng định rằng nhóm nhạc này hoàn toàn không phù hợp với một cô bé 17 tuổi tham gia một nhóm nhạc theo đuổi phong cách sexy, khiêu gợi như vậy và thậm chí kêu gọi tẩy chay Girl Crush.
Trước phản ứng gay gắt của dư luận, HV Entertainment giải thích rằng, Ha Jun thực tế chưa chính thức gia nhập nhóm, mà hiện đang hoạt động với tư cách thực tập sinh và sẽ chỉ chính thức hoạt động cùng nhóm khi đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, trái ngược với thông báo trên, HV Entertainment đã bắt Ha Jun biểu diễn trên sân khấu nhiều lần và thậm chí ép nữ idol mặc trang phục nhạy cảm, cũng như thực hiện các động tác vũ đạo không phù hợp với lứa tuổi. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi một netizen tiết lộ rằng công ty thậm chí còn để các cô gái, bao gồm cả Ha Jun, cover các bài hát có ca từ tục tĩu. Một số thậm chí còn chỉ ra rằng nhóm rõ ràng đã bị bóc lột tình dục vì danh tiếng và tiền bạc. Trong mọi trường hợp, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là bất hợp pháp. Ai cũng biết Girl Crush là một nhóm thiên về sexy với concept cực kỳ khiêu gợi. Vậy tại sao một cô gái chưa đủ tuổi như Ha Jun lại tham gia cùng họ, và tại sao bố mẹ hoặc người giám hộ của cô ấy lại cho phép? Theo nhiều người, trường hợp của Girl Crush là một bằng chứng thép cho thấy tình dục hóa các thần tượng nữ và lạm dụng họ vẫn là một vấn đề nhức nhối trong ngành giải trí Hàn Quốc. Vậy bạn nghĩ thần tượng nào đáng bị chỉ trích và thần tượng nào thì không? Bình luận xuống bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn với bọn mình. Cũng nhớ like, share và subscribe để được Kpop Channel biết thêm nhiều nội dung Kpop hấp dẫn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.